Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, không khí tại Triệu Liên Group đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chúng tôi vinh dự đón tiếp các nghệ nhân cây cảnh nghệ thuật hàng đầu đến từ Nhật Bản. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, không chỉ là những người am hiểu sâu sắc về nghệ thuật tạo hình cây, mà những người nghệ nhân ấy còn đóng góp không nhỏ vào việc phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa cây cảnh của xứ sở mặt trời mọc. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các nghệ nhân đã chia sẻ những bí quyết, kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình độc đáo dành riêng cho cây tùng La Hán và cây thông đen. Đây không chỉ là những kỹ thuật thông thường mà còn là tinh hoa của nhiều năm kinh nghiệm và tình yêu đối với nghệ thuật cây cảnh. Những góc cạnh mới, những đường nét tinh tế mà họ đã truyền đạt đã giúp chúng tôi khám phá thêm về các khía cạnh tạo hình của cây, đồng thời mở ra những cách nhìn mới về sự hòa hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên. Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở một buổi giao lưu văn hóa đơn thuần. Đối với Triệu Điền Group, đây còn là một cơ hội quý báu để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý khách hàng những tác phẩm nghệ thuật tùng La Hán và thông đen, không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang đậm chiều sâu văn hóa, chứa đựng những giá trị tinh thần sâu sắc. Với sự cầu thị và không ngừng nâng cao tay nghề, Triệu Điền Group sẽ tiếp tục mang đến những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng sự mong đợi và tin tưởng từ phía quý khách hàng, đồng thời là cầu nối đưa văn hóa cây cảnh nghệ thuật Nhật Bản đến gần hơn với người yêu cây cảnh tại Việt Nam.